Xin chào anh em. Hôm nay mình lại có một trận banh 5 người tại đây. Và hôm nay mình tới hơi sớm một tí, không biết làm gì nữa, hôm nay sẵn luôn sẽ mở chiếc ba lô này ra xem mỗi lần mình đá banh mình sẽ mang theo những gì nha. Mình thì có thói quen là mặc đồ chỉnh tề trước khi tới sân, thường sẽ mặc một bộ đồ di chuyển tới sân rồi mới thay đồ thi đấu vào nha. Thì trên người mình đó là chiếc áo di chuyển của đội tuyển Việt Nam năm 2020. Cái áo này thì ít xuất hiện, tại năm ngoái thì đội tuyển quốc gia Việt Nam không có dịp thi đấu nhiều. Quần thì cũng là một chiếc quần di chuyển của đội tuyển quốc gia Việt Nam luôn. Giày cũng vậy, giày di chuyển của đội tuyển quốc gia Việt Nam luôn. Mình là một fan cuồng của đội tuyển quốc gia Việt Nam đó. Thời gian luôn luôn là một thứ rất quan trọng. Mọi người phải chuẩn bị cho mình cái đồng hồ để xem mình có trễ giờ hay không trong trận đấu nha. Chai nước đó, có sẵn nước trong đây luôn. Mình mang nước theo ở nhà để lên sân trong lúc thi đấu thì uống. Thời đại Covid mà, nên chuẩn bị riêng cho mình một chai nước. Chai nước nha. Rồi, một quả bóng. Thường á, là mình có thói quen là mang một quả bóng riêng để vợt riêng, chứ mình không có thói quen là vợt chung bóng mọi người. Mình là một freestyler football mà, mang một quả bóng riêng để tập tân bóng rồi chuyền bóng rồi đó, mình tự tập một mình được, không phụ thuộc vào vấn đề là phải tập trung mọi người. Mình tự vợt thôi, ai mượn mình không cho mượn. Tiếp theo, khẩu trang. Thời đại Covid mà anh em. À, có một cái món cũng khá là độc lạ, đây là dụng cụ xỏ giày. Thường anh em nào có những cái đôi giày cổ cao mà xỏ không được thì nhét đô xỏ vào như thế này ha. Tiếp theo, mình đang có vải chấn thương nên lúc nào cũng phải xài thuốc giảm đau, giảm viêm nữa đó. Rồi, mở trong ba lô ra. Rồi, đá banh thì dĩ nhiên là phải có giày rồi đúng không? Giày phù hợp mặt sân, mang cỏ nhân tạo, TF cỏ nhân tạo nè. Chắc chắn là phải mang giày rồi, không mang giày sao đá được. Vớ dành riêng cho đá. Tức là mình mang vớ đây, vớ để di chuyển. Còn vớ này chỉ là vớ để đá nha. Đá xong thay vớ này ra. Vớ đá là vớ đá, còn vớ di chuyển là vớ di chuyển. Mình luôn cho đôi giày mình vào một cái túi bóng riêng đặc biệt của mình, như thế này, cho gọn gàng, tách biệt với lại những cái món hàng sau trong đó. Gần đây là cổ chân với lại khớp gối mình không còn được giống như trước nữa, cũng già rồi, nó yếu rồi, không còn giống như xưa nữa, nên mình phải chuẩn bị một cái băng. Thì cái loại băng này mình mua là loại xịn, nó không giống như mấy cái băng mà anh em mua 20-30 ngàn kiểu như băng để dán đồ đâu. Băng này băng trong, gọi như làm trong ngành y tế luôn á. Mình xài cái này nó giãn và nó bám tốt hơn, nó không gây khó chịu. Tức là mình quấn vào rồi mình cử động nó vẫn cử động được, chứ nó sẽ không cứng hoàn toàn. Đó, một cái băng để hỗ trợ chấn thương, tránh chấn thương. Tránh chấn thương nha, chứ không phải là đợi chấn thương rồi mới xài nha. Khăn, mình sẽ mang khăn để trong lúc thi đấu thì mồ hôi ra nghỉ mệt thì có cái lau, và đá xong sẽ xài khăn để tắm lau. Và một cái túi này cũng khá đặc biệt, mình hay có thói quen xài cái túi này là mình thấy đau chân hoặc là gì đó trên cái gối hay là mắt cá hoặc là đau bộ phận nào đó thì mình sẽ bỏ đá vô đây, xong rồi mình đổ nước này vô cho nó lạnh rồi mình sẽ chườm lên cái phần mà mình bị đau. Rẻ, đỡ tốn tiền, chứ không cần phải xài tới mấy cái túi chườm đá y tế mà lớn lớn đâu, thì xài về tiết kiệm và mang theo nó dễ dàng hơn đó. Rồi, đồ thi đấu với lại quần lót. Mình thì mang đồ thi đấu theo, tại vì đội mình thì không có đồ thi đấu đặc biệt. Mọi người chỉ nói là mặc đồ màu cam thôi, thì mình chuẩn bị đồ thi đấu màu cam. Đồ thi đấu màu cam cho trận đấu ngày hôm nay và quần thi đấu. Còn nếu như mà các bạn đá những cái đội chuyên nghiệp hơn thì có bộ phận ta chuẩn bị đồ cho các bạn rồi, nên sẽ không cần đến cái đó nữa nha. Đấy, đồ thi đấu cất vào. Một dụng cụ mà mình cũng buồn hay xài, nếu mà anh em ngồi nói chuyện với nhau, tán dóc với nhau mà
bàn chiến thuật á, lấy chai nước ra để chỉ không à. Mắc cười lắm. Nên ra mình mua luôn cái xa bàn để mình xài, để mình chỉ đạo chiến thuật luôn. Anh em muốn nói về chiến thuật mình có thể nói ở đây luôn. Đó, kiểu vậy. Ok, một cái xa bàn. Rồi, gì nữa ta? À, nhớ rồi. Bộ RT. RT này chỉ dành cho thi đấu mà những cái giải đấu mà có quy định sử dụng RT thôi. Còn đá giao hữu này thì mình mang theo vậy thôi chứ mình không có xài. Thế rồi. Đó, nói chung là mình chỉ mang có bao nhiêu đây đồ thôi. Mang luôn nguyên cái nhà mình theo luôn hay sao ấy. Có nhiều anh em chắc là chỉ mang mỗi cái thân với đôi giày tới đá thôi. Không được nhiều giống như mình đâu. Nhưng mà mình nghĩ là đây là những cái mà hữu ích nhất đối với bản thân mình. Mình hay xài. Có thể những cái sản phẩm này, có những sản phẩm đã hết hàng rồi, mình để link sản phẩm tốt tương tự anh em có thể mua dưới phần mô tả, mình để phần mô tả nha. À, còn một cái nữa mà mình rất thường hay mang theo khi đi đá banh như thế này, đó là chiếc điện thoại di động đang quay và bộ micro hỗ trợ nói chuyện, và một cái chân máy để quay nữa, và một cái người đang cầm máy quay quay cho các bạn, đó là Kim Messi đó nha. Mình đem nguyên cái nhà đá banh luôn. Một cái súp bắp. Đây là cái dụng cụ để bơm banh nè. Đó. Ai mà nói banh nào cứng quá mình cắm vô cái là nó xì bớt lên. Thoải mái luôn. Đó, đầy đủ nha. A few moments later. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với sân vận động Hàng Chiếu để theo dõi trận thư hùng giữa hai câu lạc bộ, những con chim non và những chú chim sẻ. Đây là anh Thi Freestyle, một đường truyền nước lênh láng nhưng mà đồng đội lại không thể ghi bàn. Quá đáng tiếc. Theo kèm đi, không được rồi. Cầu thủ đỏ mất đi quá nhanh. Nhưng mà anh sút thì lại như là chưa ăn cơm vậy. Đây là Kiên Messi. Kiên Messi chuyền cho Thi Freestyle. Vào! Quả thắng từ góc rất hẹp. Nhưng mà đó là một bàn thắng khá là ăn rùa. Bóng đã đập trúng chân thủ môn và bay vào lưới. Đây lại là Kiên Messi. Qua người rất tốt. Ôi giời ơi, sút bóng như kia, đỡ bóng như kia thì làm sao mà vào được. Bây giờ là đội đỏ. Không vào rồi. Thủ môn của chúng ta chơi khá là hay. Thi Freestyle qua người quá tốt. Nhưng mà cú sút lại đi không trúng đích. Một cầu thủ nào đó mang áo của Arsenal. Chọc khe hay quá. Vào. Anh Thi đã ghi bàn. Ăn mừng lại không nhiệt lắm anh em ạ. Có vẻ như tại vì anh Thi vừa ăn một cùi chỏ của đội bạn. Vâng, anh quá đen. Nhưng mà không sao, vẫn chiến tiếp được. Qua người rất hay. Không vào rồi, quá đáng tiếc. Pha qua người thì hay, nhưng mà sút thì lại không hay cho lắm. Thi Freestyle động tác giả rất nhiều. Anh làm gì đây? Anh quyết định chuyền bóng. Bắn bật 1-2. Mất bóng rồi. Không vào. Một pha sút bóng ngay từ giữa sân. Và tất nhiên đó không thể trở thành bàn thắng. Kiên Messi, một cú nã tại bác. Không được, không được. Đội bóng áo đỏ của chúng ta đang tỏ ra hụt hơi. Bóng gần như là chỉ lăn bên phần sân của đội những chú chim sẻ. Đây là Kiên Messi, vẫn không vào. Kiên Messi sút rất nhiều từ đầu trận, nhưng mà vẫn chưa thể có tên trên bảng tỷ số. Có vẻ như là thủ môn đội bạn đã đau rồi, chấn thương rồi. Xử lý đi. Lại một cú sút nữa, một cú ná đại bác. Mang thương hiệu bắn chìm. Lại sút. Vâng, anh Thi lại sút. Nhưng mà lần này đã không thể ghi bàn. Anh Thi đang xin bóng, giơ tay như là một vị chúa cứu thế. Vậy vào. Vào rồi, một bàn thắng khá là dễ dàng.
và trận đấu đến đây cũng đã kết thúc. Hai đội ra về, đội thua thì trả tiền nước. Đá xong rồi, về nhà rồi, tắm xong luôn rồi. Một trận thi đấu thật là đã. Hồi nãy có một thứ mà mình mang theo mà mình không có nói với mọi người. Tiền, đá banh thì nhớ mang theo tiền để trả tiền sân nha. Chứ không mang theo tiền thì người ta không cho mình đá nữa đâu. Nhớ đó. Còn vật dụng nào mà mình chưa nhắc tới hoặc anh em có sử dụng mà mình không có sử dụng, có thể comment phía dưới cho mình biết với nha. Như thường lệ thì nếu anh em thấy hay thì cho mình một like, một subscribe nhé, để mình có động lực làm tiếp các video clip khác hay hơn, hấp dẫn hơn. Rồi, video clip đến đây là kết thúc. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào và hẹn gặp lại.